Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh của mình nhá. Và mình là Gà Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại loạn trí mobile. Và hôm nay thì mình chơi vị tướng Bonnie nha mọi người. Đây là vị tướng AD sức mạnh. Và trận đấu ngày hôm nay thì nó khá là đặc phân biệt. Trận đấu ngày hôm nay thì team mình có tận 3 AD. Và hôm nay thì mình cũng chơi cùng một với cái người quen của mình. Quen ở đây là quen kiểu chơi chung team với nhau khá là nhiều lần rồi, cho nên gọi là quen. Vì là 3D cho nên là hiển nhiên là chúng ta sẽ phải đi rừng. Mình sẽ phải ra đây đi rừng một lúc anh em ạ. Không biết là ông nào AD, ông nào đi top các thứ ấy. Thành ra tôi đi rừng mà. Đã vừa lúc nãy ở trong pick chọn tướng đã bàn với nhau rồi mà. Đã thống nhất là tôi đi rừng rồi mà. Không hiểu nổi luôn ấy. Này thì đánh đấm cái gì, ông vào ông ăn một bãi quái của tôi xong ông hit XP con bùa của tôi. Bây giờ tôi mới lên được level 2. Tôi không hiểu ông nghĩ gì luôn ấy. Sợ vừa đấy đã trong lúc bích tướng đã thống nhất là mình đi rừng rồi mà nhỉ. Ngay từ đầu ông nói ông đi rừng đi thì tôi sẽ ra đi AD cho. Mình không thích cái kiểu mà đi đã pick sai tướng rồi. Đã pick tận 3 AD cho một team rồi. Mà bây giờ phân phó nhau đi đường lọ đường kia rồi mà cứ kiểu là tranh chấp với nhau, tranh một con quái của mình nữa. Đã phân định rõ ràng rồi mà vẫn còn cướp được thì chịu. Chịu thật công này. Ô, vẫn trúng kìa. Thôi ăn được cái mạng chiến công đầu cũng được. Con Bonnie ở đầu game anh em cứ lên cho mình cái chiêu 1 nhá. Nếu mà đi đường thì mới lên chiêu 1 nhá. Còn nếu mà ăn rừng, đi rừng theo cái kiểu như thế này thì anh em cho mình lên cho mình cái lỗi tại trước. Nếu mà giai đoạn đi đường ấy, chúng ta có cái chiêu 1 ấy, chúng ta sẽ cấu rỉa cực kỳ khó chịu. Đây này, đấy mọi người thấy không? Cấu rỉa kìa. Rất khó chịu nhá. Cái chiêu 1 này thì đam nó rất là bé nhưng mà ở giai đoạn đầu game ấy thì đam nó vẫn rất là ổn định đó. Còn về sau thì cái chiêu 1 thực sự là hơi phế anh em ạ. Bởi vì là sát thương nó bé thì nó bị giáp nó trừ triệt tiêu mất rồi. Ở giai đoạn về sau thì chắc chỉ sấy được mấy con AD thôi. Nhưng mà sát thương không thể bằng được sát thương bắn thường được. Mình thật sự vẫn không hiểu nổi cái ông kia. Thôi bây giờ mình sẽ không đi rừng nữa, mình sẽ xa đi đường luôn. Chuyển lại cho ông Mercury San ông Juan, ông ấy đi rừng vậy. Ông đi rừng sẽ hợp lý hơn là mình đi rừng. Anh em thấy cái độ khó chịu chưa? Chỉ với 1-1 thôi đã cấu được gần nửa cây máu rồi. Do là đầu game thì con Bonnie này nó rất là khó chịu và khỏe. Cấu tiếp lại đó, mọi người thấy mình cấu chưa? Phải biến về lẹ luôn. À phải đi bộ về. Tầm này làm gì còn chiêu nữa. Tem bẹn hôm nay có con hạ đầu hồ đô anh ạ. Rồi không biết có cho tôi ăn con quái này không đây. Ui giời không cho luôn ạ. Ôi hít tạm cái pay vậy. Rồi trận này, cái trận đấu là mình hy sinh nhiều quá. Áp cả. Phải áp cao đây. Sao đứng im một chỗ đấy nhỉ? Ô di chuyển rồi. Khi mà anh em bắn thường một cái con hạ hào đô này, anh em sẽ bị dính cái lội tại của nó nhá. Muốn giết được con hạ hào đô thì bắt buộc phải bị ăn lội tại của nó nhá. Bạn ulti về đằng kia thì mình có thể thì từ mẫu. Trời ơi, con doanh chính thì vẫn phải bị giảm sức mạnh thôi anh em ạ. Nó vẫn là con tướng khá là lỗi. Phải bị giảm sức mạnh thôi. Thôi vào đây thì chết rồi còn gì nữa. Chạy đi đâu được nữa. 4 điểm thù hận thì nó chém cho thì có mở ối rồi ôi. Khi mà anh em dùng chiêu ở trong cái phạm vi mắt của cái con hạ hồ đôn ý, anh em sẽ bị dính sát thương ấy. Đặc biệt là con Bonnie này, khi mà nó sấy cho một thì nó sẽ bị ăn sát thương nha mọi người. Mỗi lần dùng chiêu sẽ bị là mỗi một lần ăn sát thương trả đến từ cái mắt. Tôi chả buồn đi rừng nữa rồi, cho nó ăn rừng. Tôi bật cái anti lên tôi phá trụ nhá. Team mình có lợi thế là nhiều AD thì team mình có lợi thế tay dài. Chiêu cuối của con Bonnie này sẽ không căn cứ vào lượng mana nhá. Chịu luôn đây thì ăn vẫn đớp kìa, chịu thật. Nó được mấy con AD kia, cái con kia được cái là nó có chiêu sốc đam của mình, không có chiêu sốc đam, mình chỉ có chiêu sát thương duy trì thôi. Nên mình không cay hết được. Cay thật đấy, đã thống nhất với nhau ngay từ đầu rồi mà cứ cái kiểu này bảo là sao chơi nó chả thua.
Samit đi. Tôi ở mid đi rồi. Thôi chết tôi rồi. Thôi chết tôi rồi. À, khi vừa mọi người gặp cái trường hợp như là gặp cái con Zoro đấy. À, mọi người xác định là mọi người không thể solo lại nó ấy, thì mọi người có thể sử dụng chiêu 1 để anh em tăng tốc chạy nhá. Nhiều ông bị Zoro đuổi thì cứ đánh thường bởi vì các ông xác định là ông không ăn được con Zoro rồi thì ông có đánh thường vô ích thôi. Tốt nhất chúng ta cứ dùng chiêu 1 để tăng tốc chạy để chạy ấy, thì may ra chúng ta còn chạy được. Chứ mà cứ đứng đánh vừa đánh thường vừa chạy thì thả diều ấy thực sự là không, nó không có hiệu quả đâu. Bởi vì con Zoro nó có khả năng gọi là chiêu 2 làm chậm này, nó có chiêu 1 cướp tốc chạy này. Đó, cho nên chúng ta không thể chạy được khi mà chúng ta chơi kiểu hit run đâu. Rồi. Hạ Hầu Đôn, con Hạ Hầu Đôn là một con tướng. Nếu mà biết chơi, mấy cái ông biết chơi thì thực sự là rất khó chịu ấy. Tôi gặp mấy cái bét Hạ Hầu Đôn rồi. Thử qua mấy sự khó chịu rồi. À thì con Bonnie này nó là một con tướng AD nhưng mà thuộc nhóm sức mạnh. Nhưng mà không vì thế mà nó yếu hơn các con AD khác. Không vì thế nó yếu hơn các con AD khác. Build đồ con Bonnie này cũng khá là ít build đồ. Bởi vì là những cái món trang bị có chỉ số sức mạnh ý, thì nó sẽ không cộng về tốc đánh mấy. Cho nên là mấy con AD dạng sức mạnh thì nó tưởng chừng như là nó sẽ thua thiệt về khoản tốc đánh. Nhưng mà không. Con Bonnie này cái nội tại của nó cộng rất là nhiều tốc đánh luôn. Khi mà mắc nội tại ý, thì nó sẽ cộng một lượng tốc đánh. Thậm chí là còn có thể nhiều hơn mấy cái con AD bình thường khi mà nó lên nhiều đồ tốc đánh cơ. Con Bonnie này thậm chí là không cần lên đồ tốc đánh thì tốc đánh của nó vẫn thừa sức, thậm chí là nhiều hơn mấy những con AD khác. Đây là điểm mạnh con Bonnie. Anh em muốn tốc đánh nhiều cộng mắc cái lỗi tại cho mình, bắn cực kỳ nhanh luôn. Bây giờ thì mình mới lên được có mấy món tốc, chưa lên được món tốc đánh nào. Lên được cái dây tốc đánh rồi. Rồi, chúng ta sẽ lên, mình được cái bùa defense nên là chúng ta khá là trâu á. Lý Nguyên Bá này chúng ta phải cẩn thận, nó gõ chết đấy. Cái được, ô định làm gì đây? Có chiêu 2, có chiêu 2 gì? Chiêu 1 đó. Em thấy cái điểm lợi của chiêu 1 chưa? Vừa chạy vừa bắn. Rồi, dí này, dám dí không? Chiêu cuối thì... nó rất là tốn mana đó. Mỗi một giây anh em sẽ mất 6 mana thì phải. Nó có nghĩa là mất mana theo từng giây. Nó chơi theo kiểu là mất mana toàn có nghĩa là thời gian tồn. Có nghĩa là anh em càng nhiều mana thì cái lượng mana của anti nó theo phần trăm mà. Cho nên là chúng ta nhiều mana ít mana vẫn như vậy thôi. Rồi. Úp. Ok. Đến lượt mày. Chạy rồi thôi. Được rồi, lấy cái trụ rồi nhá. Ok luôn. Đứng ngoài sấy thôi. Đánh rất là nhanh nhá. Chúng ta... thông thường chúng ta sẽ đánh thường 4 phát để lấy đủ full 4 điểm nội tại. Nhưng mà chúng ta có thể sử dụng chiêu 1 để sấy lên tướng để lấy 4 điểm nội tại cũng được. Hoặc là khi chúng ta dùng anti chúng ta ngay lập tức sẽ có 4 điểm nội tại. Anti thì... nó khi chúng ta bật kích hoạt anti chúng ta sẽ được tăng sát thương dựa trên số tầng, tối đa là 4 tầng. Khi full 4 tầng chúng ta sẽ được 40% sát thương vật lý cộng thêm. Và thời gian của anti sẽ cố định là 30 giây, không hơn không kém. Những trang bị giảm hồi chiêu hay đấy thì nó cũng không có tác dụng lên chiêu cuối. Lượng mana thì tiêu tốn theo phần trăm. Nếu chúng ta có mấy cái món... ôi tôi chết rồi. Ui, may quá. Nếu chúng ta có mấy trang món trang bị mà hồi giúp hồi mana chúng ta sẽ được tồn tại, chúng ta sẽ giúp anti hồi tồn tại lâu hơn. Hoặc là chúng ta có thể là lắp vào bảng ngọc ấy. Bảng ngọc có mấy cái món hồi mana cũng được. Ok, còn combo con này thì nó là AD mà chủ yếu là dùng bật anti lên rồi bắn thường thôi. Chiêu 1 về giai đoạn cuối game mình khuyên anh em là đừng có dùng chiêu 1 nhiều nhá. Chúng ta hãy hạn chế dùng chiêu 1, chúng ta đánh te chủ yếu. Để đánh tay. Về giai đoạn cuối game thì chiêu 1 nó khá là phế. Chủ yếu là không cần thiết thì chúng ta không cần dùng. Mà hãy thiên về đánh tay. Đồ con này thì build đồ ngày hôm nay thì mình lên như bình thường thôi.
lên theo sách gọi là lên mấy ông top, ông Guido. Ngày hôm nay thì mình sẽ lên sớm cái gậy như ý nhá mọi người, để bắn bắn phần trăm máu cho nó thích. Con này thì nội tại của nó búp rất nhiều tốc tốc đánh nhá, cho nên là chúng ta có thể là gia tăng tối đa được cái khả năng gây sát thương con này nhờ gậy như ý. Đó, những pha như này thì chúng ta chỉ cần cấu rỉa thôi, chúng ta không nên vào giao tranh là thua đó. Gậy như ý bắn rất là thốn nhá. Rồi, trận ngày hôm nay thì mình gặp doanh chính, mình có gặp doanh chính ở tem bạn, cho nên là mình sẽ up một món trang bị, đó chính là món trang bị linh thạch sớm, để chúng ta có thêm chút kháng phép và miễn khống chế, để chúng ta có thể là chống lại được cái con tướng lỗi đó. Cái con doanh chính thì anh em cũng biết rồi, nó quá là lỗi rồi. Trời, gần như trận nào cũng bị cấm, 99% là bị cấm rồi. 10 trận thì mình gặp nó cấm tận gần như cả 10. May ra hôm nay được một trận thì sổng nó. Tem mình hôm nay thì tận 3D, đầu game thì hơi khó khăn một chút, bởi vì là cái thằng Freya nó hơi bị mất dạy, nó cướp bùa của mình. Đã thống nhất với nhau rồi mà đánh như vậy thì bảo sao lại trả thua. Đánh kiểu cá nhân quá, đánh không kiểu đồng đội nó dễ thua lắm ạ. Ô hạ hồ đôn à. Ô thôi, thì thằng này trước vậy. Rồi hạ hồ đôn chết rồi, bây giờ tem địch còn có 4 người. Và con Bonnie này thì nó là tướng sức mạnh không? Cho nên chúng ta không thể thiếu những món trang bị sức mạnh được. Đặc biệt là món hấp huyết. Một món trang bị giúp tăng cái chỉ số hút máu cực kỳ khủng khiếp. Nó tăng hút máu hơn cả 100%. Kết hợp với cái quỷ diện thì hút máu của anh em sẽ được gia tăng rất là nhiều đó. Và cái món trang bị hấp huyết này nó sẽ gia tăng cho anh em 30 giáp cực kỳ là trâu, và 10 hồi máu mỗi giây, và 30 sức mạnh tương đương với gần 500 máu, và hồi phục, và cả 30 sát thương. Với nội tại của Bonnie thì tốc đánh của nó là, đây chắc là vị tướng tăng nhiều tốc đánh nhất game rồi. Thôi thì tôi bật ma thạch, bật linh thạch lên sấy này. Bắn cực nhanh luôn, ăn được mega kill rồi nhá. Rồi. Cái thời gian của anti của anh em là nó sẽ dựa trên khi mà anh em hết mana thì thời gian anti của anh em sẽ kết thúc. Sao đam to nhỉ, mình lên kháng phép rồi mà. Lên kháng phép rồi mà vẫn đam to như vậy thì con này thì vẫn chưa thấy khả năng giảm cái lần nào giảm sức mạnh mà nó đáng kể. Mới có một lần giảm sức mạnh trước nhưng mà nó vẫn bị cấm quá là khủng, nó vẫn bị gần như là bị xích vào nhà tù liên tục. Rồi con mid mình hôm nay chơi khá hay nên là team 3D vẫn được win anh em ạ. Ok, video của mình đây xin tạm dừng nhé, và hẹn gặp lại mọi người những clip sau. Đừng quên cho mình xin like, đăng ký kênh và chuông thông báo ủng hộ mình nhé. Tạm biệt mọi người.